Xin chào tất cả các bác. Nay em quay cái vườn mà đã áp khí từ năm 2019 đến nay là được 2 năm. 2 năm sau rồi, xong cái là giờ là chuyển sang cạo này, cạo truyền thống. Đã áp khí chuyển sang cạo truyền thống. Và cái vườn này là áp khí được 2 năm, xong cái là chủ vườn đấy là đề xuất sang cạo truyền thống. Là do chủ vườn sợ là hỏng cây, đen gỗ, hại cây. Đấy, ảnh hưởng sau này cho nên đề xuất chuyển sang cạo truyền thống. Và bữa nay là em đi quay trực tiếp và cái vườn này, khi mà mình sau 2 năm mình áp khí rồi mình cạo lại xem cái lượng mủ của nó như thế nào và xem là cái cây sau 2 năm áp khí là nó ra làm sao, có phải là khô tuyến mủ hay là không có mủ, để là quay này là cho các bác biết. Đấy, chưa cái làm khí này, năm ngoái cái chỗ này là năm ngoái, cái vườn này là chính tay em làm luôn. Cái vườn này là ông anh của ông anh, cũng chơi rất thân với nhau, ông cho làm. Và năm nay là do lời đồn nhiều quá cho nên là bảo là hỏng cây thì năm nay mới đề xuất chuyển sang cạo truyền thống đây này. Đấy, cũng rất may là anh ấy cũng đề xuất chuyển sang cạo truyền thống thì em mới có cơ hội quay phim, đấy, quay video để cho tất cả các bác biết là khi mà cái cây mình áp khí và mình chuyển sang mình cạo, lượng mủ nó sẽ như thế nào, và cái vùng mình khoan, cái lượng mủ ở cái vùng mình khoan ra làm sao. Đó, đây chẳng hạn như cây này áp khí lấy vùng dưới này là cạo bên trên, vẫn cạo theo miệng cũ. Đó, đây là những cái lỗ áp khí này. Như năm ngoái ấy, thì làm rất đúng kỹ thuật, mà chỉ có mỗi tội là khoan nó thợ mới nó chưa nó chuẩn vào gỗ rất nhiều. Có nghĩa là khoan mũi khoan chạm gỗ rất nhiều. Còn năm 2019 thì làm ở cái chỗ này. Đây, năm 2019 ấy, làm tập trung một chỗ này. Năm đấy thì kỹ thuật thì vẫn chưa ổn lắm, cho nên là nó bị mất một lớp da cát bên ngoài như thế này. Cái này gọi là rộp da. Cái vườn này thì đánh giá kỹ thuật ấy, của khoan khí ấy, nó chỉ đạt được 60% kỹ thuật mà công ty đề ra. Đây, đấy, những cái lỗ khoan là mình khoan tập trung là nó mất đi một lớp da cát bên ngoài như thế này. Những cái lỗ khoan này đã phục hồi hết rồi. Đó. Bắt đầu đi xem tiếp ít cây đấy. Đây, lượng mủ vẫn ổn định. Đợt cạo này hình như là nhát cạo thứ 6 thứ 7 gì rồi đấy. Cái này là mới mở miệng. Mới mở miệng xong rồi cạo được 6 7 nhát chỉ. Em thì cạo truyền thống thì không được, năm nay thì giao cho vợ với lại ông anh cọc trèo ông ấy cạo, cho nên mình cạo truyền thống là gặm hết gỗ cho nên là không làm được, chỉ có khoan là được thôi. Đó, lượng mủ đây, đi vào trong này xem phát nhé. Đó, mủ thì như này vẫn được. Đây, đây là cái chỗ đóng nắp chóp này, này. Đây này. Đó, nốt đóng nắp chóp đấy là mình cạo luôn từ đây đi. Đấy, cái da chỗ này là nó thời xưa mình đóng nắp chóp chỗ này là da non đấy, nó tái sinh lại ít thế, xong cái là nó hơi bị dư khí và rộp lên một tí. Mà cái tuyến mủ trong nó cũng chả ảnh hưởng gì. Đây là những lỗ khoan này. Lỗ khoan này là vào gỗ thì nó mới lồi lồi lên một tí. Đấy, cái nào vào gỗ sâu quá thì nó lồi lên nhiều. Đó, tiếp tục đi, mình sẽ đi cả vườn. Chứ đi một hai cây thì biết thế nào được. Đó, lượng mủ như thế. Đó, cái nhát cạo
kế đây ấy là được nhất trước là được vườn này 700 cây, được 100 bao nhiêu cân đấy. Thời xưa làm khí thì lấy khung từ một tạ cho đến một tạ 8 trong cái khung đấy. Năm nay cạo truyền thống thì chắc chắn nó sẽ không được như thế rồi. Cạo truyền thống thì mình cái số lượng mủ nó sẽ ít hơn. Chắc lấy đều đều được tạ 1 tạ 2 thôi. Đó, những cái lỗ khoan này cắm ống nguyên bản luôn. Đó. Chẳng hạn như 2 năm mình cạo ấy, 2 năm vừa rồi làm khí nó còn lợi được tí ra, nếu trong 2 năm mình cạo nữa thì giờ hết mặt rồi. Nó đi thêm vài cây nữa. Đó. Cái lô này là lô lai hoa. Đây cái lượng mủ nó đây. Đấy, khoan đấy. Đấy. Đây. Đây là cái chỗ những cái lỗ mình khoan này. Làm đúng kỹ thuật nó cũng không bị suy tuyến mủ với lại không bị rộp ra. Còn làm tập trung là chắc ăn một điều là rộp ra là chắc cú rồi. Và lá cây đây, lên xem cái lá. Đấy, xanh này. Đấy. Nhìn lá cây đầy sức sống. Cái vườn này là 1 năm ấy thì vành nó lớn được 5 phân 5 cm khi mình làm khí, còn trước cạo là nó không lớn được như thế. Để bắt đầu cạo lại cho nên là để mình lại đo lại tiếp, thì cuối năm mình đo lại xem nó lớn được bao nhiêu nữa. Cạo này thì cái độ hao dăm là cực cao. Rồi qua cái mảnh 260 bên kia đây, lượng mủ đây. Đây là lai hoa mủ đông rất nhanh. Đấy, 260 đây, bắt đầu từ đây 260 là cạo nó như thế này này. Đấy, mấy tháng đầu là nó cứ xùi thế này, này. Đó. Đó, đây 60 đây. Đây, trước là làm khí này. Khoan này, khoan ở đây 1 tháng này, đóng nắp chóp ở đây. Đó. Thời gian này mưa nhiều quá cho nên là cạo nó cũng nghỉ nhiều, mặt cạo đen thui, sắp thối cả mặt cạo. Đó. Cả tháng trời cạo được có mấy phát lắm đâu mà. Mưa đâu có làm được. Rồi, mỗi hàng mình đi thẳng một phát qua hết bên kia. Đây. Cái này tí mủ này. Đấy. Cạo xùi hết ra. Giống 260 này là cạo phải tháng thứ 3 đổ đi thì nó mới tránh được cái tình trạng bột mủ như thế này. Làm khí thì nó hút ra chỉ hai pha hai ba phát đầu là nó đặc thôi, về sau nó loãng ra nó đỡ. Đấy, đặc thù của 260 thế này đấy, sản lượng không đạt làm khí nó mới đạt. Đây như thế này này, đấy đây 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 đây, như đây là những cái lỗ khoan này, lỗ mình khoan này. Đấy, cái da này là da dày mình khoan vào gỗ đi ấy. Đấy, và gỗ đi là bắt đầu là nó lồi ra như thế này, nó tái tạo lại là nó lồi ra. Nhìn nó xấu cây thôi. Tuyến mủ thì nó vẫn cứ ổn định, không ảnh hưởng gì nhiều. Cũng rất cảm ơn chủ vườn. Đấy, đã đề xuất ra đang khoan khí, cây khoan khí 2 năm mà chuyển sang cạo truyền thống. Để cho mình có cái cơ hội là quay đi, phim. Để nắm bắt tình hình khi cây làm khí chuyển sang gạo truyền thống là như các bác hay nói là không có mủ, khô hết tuyến mủ, khô cây. Đấy. Bây giờ là quay trực tiếp luôn, cây này là bị khô miệng này. Khô miệng đó, khô miệng cạo khoan khí cũng không có mủ luôn.
và đến giờ là phải bỏ, không không ấy nữa, không cạo nữa. Đó, tí mủ cây bé tí. Đây, lượng mủ đây. Tròn tròn như này là đạt lắm rồi. Đây. Đó, cái vùng mình khoan đấy, đây. Khoan dưới này nha. Cái này là khoan 1 tháng. Trước là khoan ở trên này. Sau nghe chuyển xuống dưới đấy. Khoan trên này, này. Đấy, những cái chỗ lồi ra đấy. Nứt ra này chả nứt đâu. Những cái lồi ra đây là khoan phạm gỗ. Đó, mủ đây. Đây này quất cả tô luôn. Ui, xì xùi ra khiếp thật. Giống này thua. Rồi, tiếp mấy cây này. Đó, lượng mủ đấy. Thời xưa khoan khí là phải chơi cái tô này cũng được nửa tô thôi. Cái đất này đất cát thì không chỉnh sản lượng được. Nếu mà nâng cái sản lượng lên trên 2 tạ lại lại loãng độ được 20 mấy độ. Chỉnh lấy từ cái khung 1 tạ cho đến đến 1 tạ đến 1 tạ 8 thì độ nó cứ trên 30, hơn 30. Lúc mình làm phí ấy. Còn bây giờ cạo truyền thống ấy thì chẳng cần. Được bao nhiêu được. Đó, thế này là hết vườn đấy, vườn này 700 700 cây. Tính hết cả cây bé nữa là 750 cây. Đây, đường biên này, đây là hết vườn. Đó, lượng mủ đó. Xùi hết ra đây, chảy trắng xuống đất này. Đấy. Xong nó chảy vào tô được có tí à. Đây. Đó, chỗ khoan đây. Đó, lượng mủ đấy. Đây, trước chỗ khoan đây, chỗ đóng khí ở đây luôn. Đóng khí như là ở dưới này 1 tháng. Xong lại chuyển đi nơi khác. Và làm khí này là mình phải chuyển liên tục, không để im một chỗ được. Để một chỗ là nó rộp ra, nó suy tuyến mủ không được. Thế này cả tô. Đó, đây. Đây là lấy 1 tháng ở đây này, thời xưa ấy, năm ngoái ấy. Không rộp gì hết. Cạo tuyến mủ vẫn bình thường. Đó. Không à, trước lấy đây này, này. Quay kỹ. Đó. Đây là những cái nốt khoan đấy. Đó, đóng nắp chóp trên này. Qua đây. Quay hết cả cây. Đó. Những cái lỗ khoan đấy, đóng nắp chóp đấy. Đây, khoan đây. Năm ngoái khoan đây. Đấy. Đó, đóng nắp chóp đấy, cây thì vẫn bình thường như không. Còn đại kỵ nhá. Làm khí là cái bác nào mà làm máng mưa là em phải xé đi này. Nếu mà làm máng mưa là nó cái chỗ này là nơi bị giữ nước vào là nó dột luôn chỗ này á. Và đây, đây. Cái này mới là quan trọng. Cái này là năm 2019 làm tập trung một chỗ lấy một mảng đây này. Và ông này nhìn xấu không? Xấu hết cỡ luôn. Thế là bắt đầu nó dột luôn. Lấy ở đây một chỗ lâu quá là nó dư khí nó dột luôn này này. Đấy, mất đi một cái lớp da cát thôi. Nhìn xấu cây cực kỳ luôn. Đấy, kiến nó làm tổ luôn. Ôi. Thấy không? Đây. Dột ra thế này. Khi chỗ nào mà nó bị dột như thế này ấy là mủ cái tuyến mủ trong đây ấy là nó chỉ có được 70% so với là những cái tuyến mủ ở cái vùng da khác. Đấy. Cho nên là các bác làm khí ấy, cũng khống chế làm sao đừng có để dột. Dột là mất 70% tuyến mủ đấy. Còn 70% thôi, mất 30%. Đấy. Đây. Đấy, thấy không? Đấy.
những cái lỗ khoan ở trong nó gọi là tái tạo, nó đùn ra rồi, cho nên là chỗ này thì bảo hỏng gỗ thì không hỏng đâu, chính tay em làm thì chả bao giờ hỏng. Còn để mà phân tích, ôi dồi, cái này gân tô luôn, này to. Phân tích cái độ hao dăm ấy, cái vườn này là cạo 1,5 năm rồi xong mới chuyển sang làm khí. Đây là trước là ở đây này nhá, ở đây là mình đóng cái một cái máng 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 mưa ở đây chứ, đây đóng một cái máng mưa ở đây chỗ này, xong cái là mình cạo truyền thống từ đây xuống đây, cạo được nửa năm là hết khoảng cỡ 10%. Bắt đầu sang năm thứ hai ấy là cạo truyền thống ấy, là cạo từ đây này, đó, từ cái chỗ nhựa đường đấy, khúc nhựa đường dưới này chạy xuống ngược đến cái dưới này luôn. Đây đây đây, chỗ bấm máng này, đúng rồi, chỗ bấm máng. Thế là thử đo thử xem, đây cái này là một gang này, một gang này, cái này gần 2 gang luôn, cái này là phải 38 39 phân, gần 40 phân. 1 năm mình cạo truyền thống là hết, như cái thợ này ấy, thợ cạo ở đây, cái này thì thời xưa là mình chưa chưa làm cái vườn này, là cho nên là một thợ khác, không phải thợ bên mình, là cạo là 1 năm hết 40%, gần 40%. Như này thì 2 năm là hết 80 phân, 3 năm là coi như là đến sát gốc này rồi. Đấy, thế là qua bên này nữa, qua bên này nó cạo, thế cạo cái tốc độ đấy là thêm 3 năm nữa. 3 năm nữa là hết mặt này, xong bắt đầu cạo đục lên. Thế là cạo là hao dăm hết cỡ luôn. Đấy, tính theo cái mình nhìn vào cái vết cạo là mình tính ra là nó ra như thế. Thấy chưa? Đó. Thế trong khi mình khoan khí ấy, nếu mà trong mình để mà tính ấy, khoan khí trong vòng gần 40% lần này mà tính từ hậu đến tiền đấy, thì cái chỗ này là mình phải khai thác được 12 năm mới hết cái da đấy, cái vùng da mà cạo đấy, 12 năm. Đấy là mới tính một lượt mình khoan đi thôi nhá, còn chưa phải là cứ 3 năm mình lại khoan lại ở cái chỗ cũ. Đây, chẳng hạn 3 năm sau mình lại khoan ở ngay chỗ này này, cái này khoan là để chừa lối để 3 năm sau khoan lại. Đấy, nếu tính cả cái vấn đề 3 năm sau khoan lại được nữa thì ôi rồi rồi. Thế là 1 năm cạo bằng người ta làm khí. Đấy, độ hào dăm ấy là bằng người ta làm khí là mười mấy năm. Thế là các bác cứ ngồi tính thử xem. Đó. Và cái vườn này thì ở thôn 6 xã Đăng Hà. Các bác nào muốn đến tham quan trực tiếp thì liên hệ với em qua số máy là 0368 986 353, trực tiếp cái vườn này để em dẫn đến tham quan trực tiếp cái vườn này. Khi mà áp khí chuyển sang cạo cái lượng mủ nó như thế nào. Đấy. Nó lại bảo em là cứ đi cái cây nào nhiều mới quay. Đấy. Em dẫn trực tiếp vào vườn xem luôn, xem cái tình hình nó như thế nào luôn. Cái này là có sao em nói vậy. Đấy. Đó, mủ đấy. Bên này là 2,60, bên kia lai hoa. Đấy, cỏ này nuôi mấy năm trời mới được như thế này này. Đấy, nhiều bác thì bảo em là úi lười không làm cỏ đi. Mà làm cỏ là đại kỵ. Vườn để cà cỏ càng rậm tỷ lệ mục càng đạt. Thôi, vậy xin chào tất cả các bác xem video. Hẹn gặp lại trong những video sau. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.